Chào quý vị và các bạn, chơi quất trăm quất nghiệp dư thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái tình huống cây quất của chúng ta nó bị các cái trạng thái bệnh tật khác nhau. Như trên màn hình các bạn thấy, tôi có một cây quất thế, nó đang bị vàng lá. Nếu quan sát so với các cây lá ở những cây khỏe mạnh, có lẽ nhìn bộ lá này như đang bị khô dần các bạn. Quả rất nhiều, rất dày quả và các cuống quả rất dai nhưng lại bị vàng lá. Như các bạn thấy cây bên này đấy, là cây khỏe mạnh đây. Bộ lá của nó rất là xanh và đẹp. Cây bên này cũng thế. Cây khỏe mạnh thì bộ lá xanh, đẹp, dày lá và chắc chắn và cứng lá các bạn. Theo tôi quan sát thì bộ rễ của cây này có lẽ đang bị tổn thương các bạn. Khả năng thời gian vừa rồi mưa nhiều và cái chậu của tôi nó thoát nước kém. Vì vậy nó đang bị úng nước các bạn. Nó úng nước thì nó sẽ dẫn tới các cái rễ con bị thối và chết hết các bạn. Vì vậy nó không thể duy trì được dinh dưỡng và thức ăn nuôi cây quất. Mà cây quất này đang sống chủ yếu nhờ vào các rễ cọc. Vì vậy nó đang bị vàng sinh lý các bạn. Hôm nay tôi sẽ khắc phục cây quất này. Tôi sẽ nhấc nó lên khỏi cái chậu này để cho nó khô cái bầu đất lại. Tôi sẽ xử lý bằng cách tưới thêm B1, phân bón lá N3M để khôi phục lại bộ rễ cho cây quất này. Nếu thành công tôi sẽ chia sẻ lại hình ảnh với quý vị và các bạn. Tôi sẽ cho cây quất này ra cái khay này và phơi để cho nó khô cái bầu đất đi. Sau đó sẽ sử dụng B1 và phân bón lá để tưới vào cái bầu đất cho cây quất này nó khôi phục từ từ các cái rễ con đã bị chết các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy các rễ con chết thâm đen hết rồi. Nếu mà rễ khỏe mạnh thì nó sẽ có màu trắng hoặc màu vàng các bạn. Sau khoảng hơn 20 ngày, cây quất đã bắt đầu phục hồi rồi các bạn. Bộ lá đã dần dần xanh trở lại. Thời tiết đợt này cũng đang rất ủng hộ các bạn. Áp thấp nhiệt đới và bão đã làm trời mưa khoảng hơn chục ngày nay rồi. Đối với những cây quất bộ rễ tổn thương, giai đoạn này là giai đoạn thời tiết rất là tuyệt vời để cho cây quất phục hồi lại các bạn. Hôm trước tôi để cây quất này ra cái khay, cách đây mấy hôm tôi đã cho lại vào cái chậu. Cái bầu đất cũ nổi trên mặt. Mấy hôm nữa tạnh mưa tôi sẽ làm giá thể mới và tôi đổ vào xung quanh. Bộ rễ mới của cây quất nó sẽ phát triển ra. Khả năng đến Tết tôi vẫn có một cây quất đẹp để chơi các bạn. Vì các dàn quả của cây quất này cũng rất nhiều tầng quả. Quả to, quả bé. Và như các bạn thấy, một số quả giai đoạn đầu nó đã chín rồi. Nhưng do vì bộ rễ của nó tổn thương, không hút được dinh dưỡng và quả rất là bé. Sau đợt mưa này, tôi sẽ sử dụng phân gà ngâm ủ kết hợp với phân bón lá N3M và thuốc B1. Tôi hòa ra và để tôi tưới cho cây quất này. Bộ lá của cây quất này sẽ khôi phục lại hoàn toàn các bạn. Đến thời điểm này, so với hình ảnh mà tôi chia sẻ với quý vị các bạn cách đây 20 ngày, tôi nghĩ cây quất có thể sẽ bị chết. Nhưng đến nay nó khôi phục được như này là một kết quả rất là khả quan rồi các bạn. Và các bạn nhìn thấy trên các đầu cành của cây quất đang bắt đầu ra một lớp hoa mới đây các bạn. Tôi sẽ bắt tiếp lượt hoa mới của cây quất này và chăm sóc cho nó ăn phân bón một cách phù hợp để đến Tết nó cũng là một cây quất với nhiều tầng quả để chơi Tết các bạn. Như vậy là tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về phương pháp khắc phục cứu vãn lại những cây quất bị tổn thương bộ rễ. Chỉ đơn giản bằng cách chúng ta sẽ nhấc bầu đất của cây quất ra, cho cây quất ăn các dạng phân bón hữu cơ thì cây quất nó sẽ dần dần nó phục hồi lại các bạn. Và nó sẽ phát triển các cái rễ con
để nó hút dinh dưỡng, nó nuôi cây quất. Chúc quý vị và các bạn có thêm những kinh nghiệm và phương pháp để cứu những cây quất của chúng ta do bị úng nước hoặc bị chết bộ rễ con. Chúng ta sẽ áp dụng theo cách này, chúng ta sẽ cứu chữa được cây quất của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.